Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với khóa học toán Soroban. Mình là Gấu Bự sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học này. Môn toán Soroban ngoài giúp chúng mình tính toán nhanh, còn giúp chúng mình trở nên thông minh, trí tuệ hơn đó các bạn nhỏ. Gấu Bự rất vui khi được đồng hành cùng các bạn nhỏ và quý phụ huynh trong khóa học này. Nào, chúng mình cùng bắt đầu bài học đầu tiên nhé.